Vâng, mở đầu video này giới thiệu với quý vị một cây xanh chất liệu cũng là Nam Điền. Một cây xanh Nam Điền xịn luôn nhá. Cây này thì được làm từ nhỏ luôn, kiểu dáng từ nhỏ, trồng trên một cái chậu tàu, khay tàu. Các anh trồng trên một cái khay mặt tàu chính này này. Mặt chính là mặt bên kia anh. Vâng rồi, xong rồi em sẽ quay về mặt đó em quay. Đấy, chỉ có cây làm từ bé thì mới uốn được như này, chứ còn mới làm sao mà uốn được. Mặt bên này, anh ấy bảo mặt bên này mới là mặt chính. Ở đây các bác ý làm một cái cành rơi này, làm một cành rơi xuống như này, đó, cây già đẹp. Đấy, một cây xanh Nam Điền hoàn thiện rồi, chỉ việc chơi thôi quý vị ạ. Đó, cây này anh cho anh em xem, xin kích thước đi anh. Anh em nào giao lưu được thì liên hệ với anh Hiệp 0399 903 128, số điện thoại của anh Hiệp 0399 903 128. Này đo cho cổ thân này là hoành được 50, được 46. Hoành 46. Còn đo bệ là được 85. Vâng. Đo bệ chỗ to nhất này được 85 này. Vâng. Còn cao được 78. Tàn rộng là được 98. Chiều dài của chậu là được 73. Cây già bệ này. Cái này giao lưu bao nhiêu anh? Này giao lưu với anh em là 38 triệu. Rất là già. Ok anh. Đây. Dưới đây có mấy cây xanh. Một đôi si cổ rồi. Đây nhá quý vị. Quý vị nhìn đôi si này nhá. Thì bây giờ tôi sẽ quay chi tiết vào từng cây một. Đây ạ. Đấy. Si búp đỏ. Nhìn như si tay chuột đi anh. Không, si búp đỏ. Búp đỏ xịn này à? Già phết rồi nhỉ. Này chỉ việc chơi thôi, dòng này. Mỹ mãn rồi, dòng này mở đi chơi cơ. Triển thám, triển nếp hàng mini nhỏ hay là chơi hội bonsai tầm trung anh em chở đi nó rất dễ. Tác phẩm này thì cứ giao lưu là 15 triệu một cây. 15 triệu một cây. Một đôi là 30. Vâng. Hiện tại hợp tác xã là có 2 cây đây quý vị ạ. Đẹp không? Để chúng nhìn này. Đấy, vâng. Cắt giật thế này. Cầu kỳ này, ký đá này. Mười lăm triệu một cây nha quý vị nhá. Hai cây đây, cây bên này đây đó. Đấy, hai cây thì anh em ưng đây nào thì alo anh ý.
số điện thoại là 0399903128. Cây thì rất là dài, già. 15 triệu hả anh? 15 triệu một cây. Xì búp đỏ. Ok anh. Tiếp đến là một cây tùng. Cái tùng kim cương zin ấy. Tùng kim cương zin à? Zin tức là như nào? Tức là tùng kim cương Việt Nam gì anh? Ừ. Không phải tùng ghép. Tùng xịn luôn đấy. Thế á? Nhưng mà tùng của Việt Nam hay của Đài Loan anh? Tùng của Việt Nam này. Bao tiền cây này anh Hiệp? Này giao lưu với anh em là 20 triệu. 20 triệu. Đo cái gốc này được 50. Chiều cao là 54. Tàn bay được 90 này. Cây tường vi này. Vâng, tiếp theo là một cây tường vi. Cây này thì nó là cây phôi thôi, cây gốc thôi. Cây này hoành là được 55 này. Gốc anh em rộng được 60 này. Này ra đưa anh em 8 triệu. Cái gốc tường vi 8 triệu. Đây đằng sau. Đằng sau có 3 cây. Bộ 3. Cây đầu tiên. Đây là cây Nam Điền này. Vâng. Xanh Nam Điền. Này hoành là 50 này. Cao 60 này. Tàn 80 này. Này giao lưu với anh em là bằng 4 triệu rưỡi. 4,5. Đây có cây nhỏ bên này quay luôn này. Sau đó tôi sẽ quay cây ở giữa. Cây này nhỏ thôi nhưng mà to hơn cây vừa quay. Đấy. Cũng là chất liệu là Nam Điền. Nam Điền xịn luôn. Cây này nó là chất liệu cây này là cây Nam Điền da vàng. Bệ cái này là 90. Hoành là 90. Cao 70. Tàn 70. Cái này giao lưu với anh em là bằng 9 triệu. Hơn cái kia 1 triệu. Cái kia có 4 triệu rưỡi chứ. À ừ, nhầm. Tưởng cái kia 8 triệu, cái kia 4 triệu rưỡi. Gấp đôi cái kia. Cái này 9 triệu. Okay, anh. Vâng, đây. Giới thiệu với quý vị cây ở giữa đây. Đấy, quý vị thấy các anh ấy xếp bộ ba chưa? Đẹp chưa? Bộ ba vào với nhau nhỉ. Đây tôi quay cây ở giữa này, cây giữa to nhất này. Cây giữa là một cây to, già. Chất liệu cũng xanh Nam Điền.
bệ như một cỗ lòng ấy anh Hiệp ạ. Đúng như cỗ lòng. Cây đẹp. Bệ rất nạp. Cây thì già đây. Cây này là quý vị biết rồi đúng không ạ? Cây thì già. Đó. Bệ như cỗ lòng luôn này. Bệ nó bệt đặc biệt thế. Vâng, bếp. Cây được cắt chuyển rất nhiều lần. Bệ quá nạc luôn. Nào anh, đo kích thước để cho quý vị tham khảo đi xem nào. Cái này tán rộng khoảng 1,5 m nhé. Vâng. Chiều cao hơn 1 m nhé, từ mặt chậu lên. Đo cái hoành cho này, anh nghe. Đo chuẩn vào, anh em lại bảo ông này đo gian lận. Đo cho cổ thần này. Vâng. 75. 75. Này báo anh em 30 triệu. À, 30 triệu quý vị ạ. Đợt này hợp tác xã rất nhiều cây vừa tầm, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đây có cây khế dáng trực văn nhân này. Cây chua quý vị, chua hay ngọt đây? Cây chua. Vâng, một cây khế chua dáng trực văn nhân. Cây này nó cao độ 1,5 m đấy. Ấy 1,5 m làm sao được nhỉ? Phải 1 m. Phải 1 m. 1,7 m bằng người anh Hiệp á. Cao bằng anh Hiệp. Cây dáng văn nhân đẹp nhỉ. Này giao lưu với anh em là 4,8 triệu. 4,8 triệu. Đây hợp tác xã có cây hoa giấy này đẹp thế anh. Giấy này là giấy Huế hay là giấy sắc pháo? Giấy tím Huế anh. Và dáng bay đẹp ghê. Cây hoa, hoa giấy. Giấy tím Huế. Đúng thời điểm đẹp. Cây này ra mấy lượt hoa rồi anh nhỉ? Cây này ra quanh năm à? Ra quanh năm cơ. Cây này tưới ít nước thôi ra quanh năm. À. Có loại phân bây giờ mua vào nó ra hoa rực rỡ quanh năm. Phân gì đấy? Tiết lộ cho phân anh em. Phân chuyên bỏ về hoa giấy. À. Cứ nên trang Google gõ là ra thôi. Này giao lưu anh em 10 triệu. 10 triệu. Giấy tím Huế. Ok anh. Nhìn đi, nhìn phía cho mát ạ.